nào volunteer tình nguyện thì chúng ta đi dâng cho bài hát. Đấy thì chú Tâm, tức Tâm khạc lửa. Ông hát luôn nha. Ông hát luôn đi. Tự xử. Hát được. Con tên Tâm. Chị phải mở thôi. Con cũng có một số điều làm chứng về thời gian qua con được học ở đấy. Xin chú cho con kinh tìm lên trước. Thời gian con cũng hơi lúc một chút. Tại vì lâu rồi cũng không đi từ đấy. Cảm ơn Chúa thì Chúa cùng cho con được đến đây, đó là qua cái sự lúc đó thì con là giáo viên mầm non thì con nghỉ cách đây cũng không được 3 năm rồi. Con lấy chồng thì sau đó thì con nghỉ dạy, thì sau đó thì cảm ơn Chúa thì sau đó thì con cùng về và nuôi dạy con 2 năm rồi. 2 năm tức là trước lúc đó lúc mới đến Chúa rất là nóng chảy, yêu mến Chúa cực kỳ luôn. Có những cái sư bài tàu sáng mai là Chúa cho những câu kinh thánh và rất là yêu mến Chúa, nóng chảy cực kỳ luôn. Nhưng mà cảm ơn Chúa sau đó thì có con rồi đi, bắt đầu mình không còn đọc kinh thánh nhiều nữa, mình dồn hết tất cả những tình cảm cho con. Thế là mình sao lãng cái lời của Chúa, mình sao lãng cái những cái sự cầu nguyện thì những cái sự bày tỏ đó thì sẽ không còn đến đời sống của con nữa. Thì cảm ơn Chúa thì cảm ơn Chúa thì sau đó thì Chúa cùng lúc đó là sau đó con suy nghĩ là chắc là mình phải đi dạy lại để mình kiếm tiền để mình nuôi con. Thì sau đó thì cảm ơn Chúa con cùng đắn đó rất là nhiều. Nếu như mình đi dạy thì mình sẽ không còn thời gian để mình phục vụ Chúa nữa. Tại vì ở đó con cùng hợp với Chúa trong một điểm nhóm nhỏ thôi, chỉ 5 đến 10 người thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì nhưng mà bây giờ hàng tháng thì có những lời sự kiện ăn cầu nguyện. Nếu mà mình không đi được thì làm thế nào? Đắn đó và nhiều mọi người cầu nguyện rất là nhiều. Cảm ơn Chúa thì sau đó thì cầu nguyện và được cô Lan bày tỏ là Chúa muốn chiếm hữu đời sống của con. Thì cảm ơn Chúa là con quyết định là dâng mình để hầu với Chúa. Và cảm ơn Chúa là sau đó con hỏi chị Trâm và cả chị này, bây giờ có chỗ nào để mình học không? Thì chị bảo là chị tháng 10 đi học đấy. Thế là cảm ơn Chúa là đi hỏi cô Lan, cô Lan đăng ký cho chị Hằng. Chị Hằng phỏng vấn thì chị Hằng đã nhận con đi học. Con rất là vui, cảm ơn Chúa. Và sau đó thì con đi học đến đấy rất là có nhiều sự là cái con của con chưa bao giờ xả con cả, lúc nào cũng khóc mẹ ơi. Hai ngày đầu tiên là con hoảng lên luôn, con lại phải về. Ngày đầu tiên bước vào thì cảm ơn Chúa mỗi người có một cái tờ giấy mà để tờ giấy đó Chúa cho con câu kinh thánh là hãy cùng ta đánh trận, hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi cùng Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa là quá cái điều đó mà thúc giúp con phải cố gắng để học hết 2 tuần này. Cảm ơn Chúa là quá cái câu kinh thánh là con chịu khổ cùng với Chúa chứ không phải là một mình con chịu khổ. Là cảm ơn Chúa con cứ ngay nãy gọi điện về thì con thì khóc mẹ ơi. Đây là tất cả anh chị em bảo sao là mày bỏ con mà mày đi được, cứ nói con dồn dập vào con phải ép con phải về bằng được thì thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là con cũng nhờ tất cả mọi người, cô và các chị ở đấy rất là có tấm lòng yêu thương và mềm mại, rất là yêu thương và rất là dễ thương. Các cô là những người trưởng thành rất là tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa là được khích lệ ở các cô rất là nhiều. Thì cảm ơn Chúa sau đó khoảng 2 ngày sau thì con được Chúa, con gái của con không còn khóc nữa mà không còn thèm để ý đến mẹ nữa. Cảm ơn Chúa vô cùng luôn. Cho con học bình an đến giờ, con cứ tưởng là không thể học được quá đến bây giờ đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa đó là sự ban phước của Chúa thật là nhiều. Lần đầu tiên con ngồi đấy con học mà con nghe cô Thảo con giảng mà nước mắt con là tuôn mà đúng lắm. Giống như kiểu mà mình học từng nào mà tội lỗi của mình nó phơi bay ra đó. Học từng nào đấy, hay là cái bài giảng này chắc là dành cho mình rồi đấy. Cái bài giảng này dành cho mình rồi. Đúng là quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn Chúa là Chúa thúc giục con này để Chúa cào trách tất cả những cái tội lỗi của con. Tại vì sao 2 tháng 2 năm rồi kinh thánh thì rất ít đọc, mình sống theo cực kỳ xác thịt luôn, xác thịt hoàn toàn là xác thịt luôn. Thế đôi khi mình cũng lên chia sẻ lời Chúa cho với thánh thì nhưng mà rất là khô, nói chung là mình có cảm thấy mình có những cái sự gì đó khô khan cực kỳ luôn.
Cảm ơn Chúa thì đến đây để Chúa cũng cho con học hỏi được rất là nhiều, đặc biệt là cái xác thịt đó là qua cái thập tự giá, đó là học về bài học thập tự giá. Thì qua thập tự giá thì đóng đến cái xác thịt của chúng ta đi, để cho chúng ta chết để trở nên một con người hoàn toàn mới. Cảm ơn Chúa. Và con khi học ở đấy con này, sau này con về nhà con có nhiều dự định để cho công việc của Chúa ở đây. Không bao giờ con có chuyện 5 giờ dậy để công việc, ngủ thêm được tí vô 2 tí. Ví dụ như hèn đúng không, khoảng 5 giờ thì cũng phải 6-7 giờ chứ đâu biết dậy. Tại vì con ở nhà ngoài nên nó hẳn rất là dễ hơn. Cảm ơn Chúa đây, con được học đấy rất là nhiều, đặc biệt là về những cái sự mà mình lãng phí thời gian quá nhiều. Tại vì quá giờ thì giờ những cái thời gian rồi là mình vào Facebook hay là mình mới đến đấy học được, cái tôi lỗi với cao ngay cao phơi bay. Và có một điều chị Hằng chia sẻ đó nữa là mình hay có cái sự tự ái, mà đúng thật đời sống của con hay có cái sự tự ái, mà con là ăn năn với Chúa và cảm ơn Chúa thì con biết rằng Ngài cũng đã tha thứ và thay đổi con. Có những người mà làm con buồn mà chị Hằng nói đó, hay công với là người đó đã được tha rồi đó. Sau đó mình cảm thấy mình ăn mình lại yêu thương họ. Con ngày xưa con nói thật, ai mà làm buồn con hay là làm gì con cái nào, con phải dần người đó khoảng mấy tháng rồi. Thật đó, cảm ơn Chúa đi. Nhưng mà sau đó mình cùng học cách yêu thương anh chị em mình hết. Thì quá bài học ở đấy rất là tốt đến đời sống của con. Thì con cảm ơn Chúa rất là nhiều và xin Chúa ngay tiếp tục là ban phước lên cho trường của Đấng Christ và đưa rất nhiều người con ở Áo lên, nhiều người Hà Tĩnh đến đây học anh. Sau này chồng con thì bây giờ cũng đang làm việc ở Malaysia và là hầu việc Chúa ở Malaysia. Thì chồng con cũng được Áo, sau này chồng con về với chồng con cũng được vào đây học. Để vì vào đây học thì nếu mình bắt đầu tội lỗi hay chỉ bắt đầu mới phơi bay ra. Cái bài giảng cứ có cái nghĩa, hay là bài gì đang giảng cho con đấy. Cứ đọc cái tội lỗi nào, mình có, đúng là nói cái gì mình có hết rồi. Thế thì hầu với Chúa đi, mang cái xác thịt của mình đi để mà hầu với Chúa. Mang cái xác thịt của mình lên mà để cho chia sẻ cho mọi người thì không thể mà nổi được. Mà ở đấy cầu nguyện một ngày cứ 3 tiếng đồng hồ, mình đúng thật là cảm ơn Chúa đó. Ở nhà rất chi là chảnh vảng trong công việc của Chúa và học lời của Chúa và cầu nguyện. Nên là con cảm ơn Chúa thì qua đây thì con được học hỏi rất là nhiều, qua cái sự kỷ luật bản thân. Là xin Chúa cho chúng ta là mỗi ngày là kỷ luật cái bản thân, kỷ luật cái xác thịt và cho chúng ta như câu kinh thánh chỉ với mọi cái chị ấy. Bon quá rồi đấy nhá. Bon quá rồi. Cảm ơn Chúa đã là con quên mất cái câu kinh thánh nữa rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa đã là Chúa cùng cho con được học ở đây rất là nhiều. Đúng rồi, chuyện này là hay không phải có một câu kinh thánh nhưng mà con quên té rồi. Nhưng mà con cảm ơn Chúa là khi lê có một sự có chị đấy cùng nói là chưa học lên đến để có xem như thế nào, thì còn khi chị là nó sẽ học và sẽ kinh nghiệm được Chúa rất là nhiều. Mà mẹ cảm ơn Chúa rất là tuyệt vời. Con xin cảm ơn tất cả các giáo sư đã tài trợ cho lớp học đấy, và cảm ơn cô Hằng người đã dẫn dắt và chia sẻ. Mà đọc thì vẫn chưa hiểu, nhưng mà khi mà cô Hằng tóm tắt ra thì lúc đó con mới hiểu được ra nhiều hơn. Chứ mình mỗi đau khổ nhưng mà mình không có người chia sẻ thì mình sẽ không có hiểu được. Con cảm thấy là sự chia sẻ của cô Hằng con được học hỏi rất là nhiều qua cái sự bài học đó. Như khi mình đọc nhưng mà mình đôi khi ngồi cầu nguyện nhưng mà mình ngủ, vì tại vì mình cầu nguyện điều trí quá ngủ quá. Mấy ngày đâu, hai ngày đâu con cầu nguyện mà con cứ ngủ quá, cứ ngủ quá, mở mắt ra ôi cầu nguyện á. Rồi xong đó thì đến ngày thứ hai thì cảm ơn Chúa con cầu nguyện một cách dốc đổ, thì cảm ơn Chúa ngay cùng đung chạm con. Chúa cùng nói là tài yêu con bằng tình yêu mặc dâu. Thì cảm ơn Chúa thì và đôi khi học với mình cũng xác thịt á, mình cũng mục sư giảng đến mình cũng đồng ý mình đừng ngủ đó, nhưng mà mục sư nói chị đồng ý. Cảm ơn Chúa thì để rồi sau dần dần thì mấy một hai ngày đâu, một ngày mà tưởng chừng như cả mấy tháng á kiểu. Nói chung là cảm ơn Chúa thì sau đó dần dần đấy mình học dần dần cảm thấy thời gian tôi rất là nhanh và cảm thấy rất là quý mến những anh chị em ở đấy, rất là yêu thương và dễ thương. Cảm ơn Chúa, con giao vinh hiển lên cho Chúa và con cảm ơn Chúa và con hết ạ.